Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung chỉ thị về việc tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Yên năm 2022, thông qua quyết định về việc thành lập, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo diễn tập, dự thảo kế hoạch diễn tập, địa điểm diễn tập, phần cơ chế và diễn tập phần thực hành sẽ được tổ chức tại xã Mường Thải, huyện Phú Yên. Đối với huyện Phú Yên, đến thời điểm này, huyện đã triển khai công tác chuẩn bị diễn tập, tổ chức xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện đảm bảo cho nội dung luyện tập và diễn tập, hoàn thành việc khảo sát thực địa, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi cho lực lượng tham gia và tiến hành xây dựng thao trường thực hành. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công giao nhiệm vụ cho các sở ngành có liên quan chuẩn bị đầy đủ các văn bản, kế hoạch, các điều kiện phục vụ cuộc diễn tập, xây dựng kịch bản thực hiện phù hợp sát với thực tế của địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Phú Yên xây dựng hệ thống văn bản, chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập theo kế hoạch, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia diễn tập. Dự kiến cuộc diễn tập sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2022.